và các bạn cùng du xuân với truyền hình Hà Nội lúc 19:50 ngày 5/2/2019, mùng 1 Tết, 14:00 ngày 6/2/2019, mùng 2 Tết trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.